chào các bạn đến kênh Sơn Cách 24 giờ. Clip 125 dọn kiển cả một vùng trời thẩm mỹ. Nói đến cái chiếc Honda Click 125 độ dưới đây, chúng ta thấy được nó có màn đột sắc vô cùng mãn nhãn, cho người xem một cái cảm giác thích thú với cái sự kết hợp hài hòa của những món đồ chơi kiển hàng hiệu đến từ Ohlins hay là Levin vân. Những món đồ chơi đầu tiên trong clip hôm nay đó chính là cái cụm ta thắng Rainbow phiên bản GB, ngoại hình rất giống với cái chiếc Rainbow BDX, nhưng chất liệu nhôm đúc nên làm cho mức giá thành của nó khá rẻ, nhưng cũng phải là hơn 3 triệu đồng một tay, và được minh là cái tay thắng chấm gãy thêm cái sự xịn sò. Tay con vẫn là cái hiệu tiếp em quen thuộc, nhưng phải nói là khá lâu rồi mình mới bắt gặp phiên bản tiếp em này, vì nó đã bị ngừng sản xuất và được thay thế bằng một phiên bản mới đang rất thịnh hành hiện nay. Cận cảnh hơn những món đồ chơi trên dàn trên trước, ta thấy ngay cái sự quen thuộc theo dòng Nixim Thái Lan phiên bản 2X một bên, được tinh chỉnh làm phát cho cái phục trước của Click 105. Click cùng ở dòng heo bấm đầu ôm theo đúng cái thế ốc của con heo trông cực kỳ gọn gàng. Cận cảnh hơn cái phần đĩa thắng thì đến từ bằng kim, được cố định vào cái mầm thông qua những chóp R5, được giữ nguyên cái phôi màu trắng cực kỳ đẹp. Cái càng thắng đồ chơi phía sau, ở đây ta còn thấy rất nhiều chi tiết ốc cũng được thay bằng sản phẩm Pinox và lên từ cái đầu xe già. Vị trí phục Ohlins bình dầu liền phía sau là sản phẩm được sản xuất dành riêng cái dòng Click 4road sử dụng, giúp chiếc xe đầm ổn định hơn khi đi tốc độ cao. Cái phiên bản 125cc với hai phiên bản đời sau có cùng cái chiều cao nên việc lắp ráp không cần phải chế cao một cái chi tiết nào. Không quá lạ lẫm với chúng ta chiếc khẩu bột 4road của nhạc Levin. Đây là một trong những cái tượng đài về bồ dành cho cái dòng xe ga phổ thông được ưa chuộng nhất hiện nay. Tiêu điểm của hai cái dòng xe là SH và 4road. Road 110 dọn kiển nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Cái chiếc Road 110 được gọi là Click 150 ở bên Thái Lan. Cái dòng xe này được sản xuất ở Indo, chiếc kiểu dáng nhiều góc cạnh và đậm cái chất thể thao hơn. Khi đưa tới Việt Nam, cái dòng xe này thu hút được rất nhiều giới trẻ. Tất nhiên là khi xuất hiện bản độ cũng khác nhau, mang nhiều cái tính thẩm mỹ và nâng cấp cái dòng xe này lên một cái tầm cao mới. Và chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một cái dòng Road độ cực kỳ đẹp. Ở đây ta thấy được cái sự nổi bật ở cái dàn chân công chiến mã này. Thay vì cái dự kiến để xin thì người chủ hai cái kính Rizuma. Cái ốp bô trước của xe cũng được thay thế bằng hai cái ốc vàng để tạo cái điểm nhấn. Cái phanh trước cũng được trang bị cái miếng nhôm của AK Buffett Stream cho cái sự bền bỉ hơn. Bên cạnh đó còn có cái căm đầu đen đỏ để tạo cái sự bắt mắt hơn cho người nhìn. Bộ phận hãm phanh được trang bị bằng đĩa gà phơ theo Rainbow logo lớn, cùng với đó là cái bát CNC được một người thợ canh rất tỉ mỉ qua các bản vẽ 3D. Van bồi của Rizuma. Cái giảm sắp sao cũng được thay bằng hiệu của trái tiêu bình dầu rời. Và cái chiếc của đồ đang khoe dáng ở một cái con phố vắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để clip tiếp nhớ like, subscribe.